Heyo, welcome back. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại có một video podcast nữa và nó sẽ không nói về những cái vấn đề làm phim cũng như là những cái thiết bị về làm phim mà nó là một cái podcast nói về một chiếc máy nghe nhạc. Đây là một cái thiết bị cũ nhưng nó cực kỳ iconic và mang một cái tính biểu tượng của văn hóa đại chúng mà mình tin chắc chắn nếu các bạn trẻ cái độ tuổi giống như mình thì đã không còn xa lạ với cái sản phẩm này nữa. Và đây cũng là một cái sản phẩm mang rất là nhiều giá trị về mặt sử dụng cũng như là giá trị về mặt tinh thần với cá nhân mình. Và đó chính là Apple iPod Video thế hệ mình đang có trên tay là 5.5. Đây là một cái sản phẩm đã discontinue và đã ra mắt rất là lâu rồi, đâu đó khoảng 2005. Và cái chiếc máy của mình có được, may mắn sao cái ngoại hình còn rất là nguyên dạng và còn rất là mới nha các bạn. À đây, các bạn sẽ thấy cái mặt lưng của nó còn rất là mới luôn. Và ở video podcast này, mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái giá trị và lý do mình mua chiếc iPod này cũng như là iPod Video ở thời điểm hiện tại nó còn làm được những gì. Và đây là một video podcast chứ không phải là video review nha các bạn. Cái video trước mình làm một cái podcast về cái tai nghe Apple Earbuds đó thì có nhiều bạn lầm lẫn đây là một cái video review. Tại sao mình chọn làm một cái dạng podcast cho những cái video kiểu như vậy? Là mình muốn cùng trò chuyện và chia sẻ với các bạn để nó tạo một cái cảm giác giống như là chúng ta đang ngồi cà phê và nói chuyện với nhau gì đó. Đó cũng là lý do tại sao mình đặt cái series podcast của mình là Podcast Coffee. Và vì video này mình làm dưới dạng podcast cho nên nó sẽ hơi luyên thuyên, hơi dài dòng. Nên những bạn nào không thích những cái nội dung video dài dòng thì có thể dừng xem video tại đây. Và mình xin nói thêm, đây là video về những chia sẻ rất là cá nhân của mình nha mấy bạn. Còn bây giờ thì let's do it. Trước khi bắt đầu vào chia sẻ, cho mình xin uống miếng cà phê nha. Bởi vì đây là series Podcast Coffee mà cần phải có chút cà phê mới giống như ngồi uống cà phê nói chuyện nha. Mình sẽ chia sẻ về những cái lý do cá nhân của mình một chút xíu ha các bạn. Để nó mới dẫn đến cái lý do tại sao mình lại tìm đến cái thiết bị Apple iPod Video này. Thì mình không biết các bạn bắt đầu với năm 2024 như thế nào. Nhưng với cá nhân mình thì mình có một cái sự tụt mood từ cái giai đoạn sau Tết cho đến hiện tại. Càng lúc càng bị đi xuống. Cái đam mê trong làm việc của mình nó cũng ít đi. Cái cuộc sống của mình nó cũng nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái trăn trở. Nó mang nhiều cái tính tiêu cực hơn. Khi mà bắt đầu cuối năm á, rất là nhiều cái vấn đề mình giải quyết xong cho đến bắt đầu nghỉ Tết. Rồi, mọi thứ xong hết, cái bắt đầu mình lại có những cái ấp ủ, những cái hy vọng, những cái mong muốn qua năm mình sẽ bắt đầu làm. Rồi khi bắt đầu nghỉ Tết xong, bắt đầu tới ngày tháng qua tháng, ngày qua ngày, bắt đầu nó cứ dậm chân, nó cứ trì trệ lại. Cho nên vô hình dung nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là chán nản, giống như là mọi thứ nó đang bị chững lại, nó không phát triển được. Bao nhiêu cái ấp ủ, bao nhiêu cái mong muốn, bao nhiêu cái dự tính của mình luôn có những cái gì đó nó bị cản trở. Thì thật sự mình biết trong cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế này thì tất cả mọi người đều sẽ có những cái vấn đề riêng của chúng ta về cái mặt cuộc sống. Mình không có than vãn nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn thấy được về cái lý do mà mình sắp nói tới. Cũng chính vì cái khoảng thời gian này và những cái việc đó cho nên mình ngẫm nghĩ lại, mình thấy cái cảm giác cái xã hội bây giờ sao nó hơi bị phẳng. Nó không có sinh động, nó không có nhiều cái sắc màu giống như là những cái năm thập niên, những năm 90 hay là những năm đầu 2000. Lúc đó cái thế giới sinh động về con người, về những thiết bị công nghệ, những cái sự bùng nổ về những cái hãng công nghệ, nó cứ vui vẻ như thế nào á. Và mình nói lại, đây là những cái rất là cá nhân của mình, những cái suy nghĩ của mình. Mình không có nói nó là cái chung của tất cả mọi người hay là một cái tiêu chuẩn nào hết nha các bạn. Nếu các bạn trẻ cái độ tuổi như mình, được sinh ra ở đầu những năm 90, mình sinh năm 93 nha các bạn, chắc chắn các bạn cũng sẽ hiểu được cái mà mình đang nói. Mình lấy một cái ví dụ giống như cái giai đoạn ngày trước á, mình nói cái khoảng thời gian giống như đầu năm 2000 đồ này nọ đi. Lúc đó những cái thiết bị internet đồ nó chưa có phổ biến, hay là những cái mạng xã hội đồ nó chưa có phổ biến. Lúc đó con người á kết nối với nhau rất là hay và rất là gần gũi luôn. Mình nhớ cái cảm giác là như vậy nè. Khi mà mình đang coi một cái bộ phim nào, hay là mình có một cái mong muốn gặp một cái người nào, hay là mình muốn có một cái chuyện gì đó mình muốn kể, hoặc là coi một cái bộ phim hoạt hình hay là cái gì đó nó hay quá, hoặc là muốn đi mượn, muốn chia sẻ, muốn nói cái gì đó, phóng chiếc xe đạp
qua thẳng nhà bạn, rồi ngồi tám, rồi ngồi nói, trao đổi, kể cho nhau nghe. Nói chung là cái gì nó cũng có sự kết nối giữa con người với con người hết á, chứ không có như bây giờ. Bây giờ nhiều khi chúng ta gặp nhau với những cái xã giao, những cái gì đó nó rất là gọi là máy móc, và mình thấy vô hình chung nó tạo ra những cái gì đó rất là phẳng. Đây không phải là cái video về cái gì đó về cái cá nhân quá, cho nên mình không có muốn chia sẻ cái này. Nhưng cũng chính vì cái thời gian này và mình suy nghĩ như vậy, cho nên nó mới dẫn mình về những cái ký ức vui vẻ của những cái khoảng thời gian đó. Những cái khoảng thời gian mà con người và bạn bè được kết nối với nhau nó thật hơn, và những cái sản phẩm công nghệ lúc đó nó mới mẻ và mọi thứ nó sinh động, nó nhiều sắc màu. Các bạn mà ở cái độ tuổi như mình chắc chắn sẽ biết, ví dụ như những cái dòng Sony Ericsson, những cái dòng Nokia, lúc nào đi đâu chúng ta cũng sẽ trao đổi. Ví dụ như những cái người ở tuổi đó thì đều nói về điện thoại, đều nói về cái kia, nó đa dạng, nó sắc màu lắm, nó nhiều cái thứ để mình gặp nhau mình nói lắm. Cho nên một cái buổi trò chuyện, một cái buổi gặp nhau 6-7 tiếng, nói liên tục đủ thứ chủ đề nói là cái chuyện rất là bình thường. Và cái chiếc iPod này là một trong những cái sản phẩm công nghệ nó chiếm rất là nhiều trong cái ký ức tuổi thơ của mình. Ngày trước á, những năm mà khoảng đâu chừng 2005-2006, ở trong xóm của mình có một cái người anh mình chơi rất là thân, thì ảnh có cái Apple iPod này. Trời, lúc đó mình thật sự không tưởng tượng được, ở lúc đó có một cái thiết bị mà nó nhỏ gọn mà nó có thể chép nhạc vào, nó có thể chép video, nó có thể chép photo vào, và một cái thư viện lên đến 30 GB á các bạn. Lúc đó mình nhớ khoảng thời gian đó mà các bạn, cái ổ cứng máy tính PC của các bạn á cao lắm, mấy cái người mà giàu có luôn nha mới ráp cái bộ máy mà có cỡ khoảng 80 GB ổ cứng HDD đó, mà nó tới 30 GB để chỉ làm chuyện là chép video và chép nhạc và chép photo, không có tốn quá nhiều cho phần hệ điều hành. Và cái màn hình này lúc đó nó chép video coi rất là đẹp. Mà các bạn cứ tưởng tượng ở những năm mà 2005-2006, một cái thiết bị di động nào có thể xem được video là các bạn đã thấy nó ghê rồi đó. Ở cái giai đoạn đó mình chỉ có được xài ké và được nhìn thôi, chứ không có được sở hữu. Và nó ngay lập tức nó hớp hồn mình liền về cái thiết kế, về cái độ sành điệu, về cái độ mà hưởng thụ khi bạn có được cái chiếc máy này. Wow, thật sự nếu mà bạn là một cái người ở độ tuổi mình, những cái mình nói nãy giờ chắc chắn các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Bởi vì ở cái giai đoạn đó, những cái thiết bị công nghệ, những cái vật chất á, nó rất là xa cái tầm với của chúng ta. Tất cả mọi thứ nó chỉ được ở chỗ là bạn xin ba mẹ mua cho thôi, giống như nộp đơn vậy đó, rồi chừng nào được duyệt. Nhưng với cái sản phẩm này mình biết chắc chắn nó chỉ là cái ước mơ của mình với cái gia đình mình ở lúc đó thôi. Các bạn biết cái giá tiền của lúc đó mà mua cái iPod này á, nó rơi vào khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam, có khi hơn. Hồi đó mình nhớ $1 á, nó chỉ khoảng có 10,000 tiền Việt Nam thôi. Thì các bạn nghĩ có 7 triệu này các bạn mua được biết bao nhiêu thứ vào thời đó, và cho một cái gia đình có thể sống thoải mái 2 tháng, 3 tháng trời luôn á các bạn. Quá ngoài sức tầm tay với, và mình biết chắc chắn là không bao giờ có thể đạt được. Nó luôn luôn là một cái sản phẩm trong cái ước mơ của mình. Một ngày nào đó mình phải được có cái này. Chứ các bạn nghĩ coi, lúc đó mình mới học có khoảng lớp 6, lớp 7 gì à. Lúc đó mà bạn xin ba mẹ bạn mua cho bạn một cái máy nghe nhạc đi, ừ thì có thể nghe cái máy MP3 100.000-200.000 ok. Còn suy nghĩ lại, còn bạn nói cái máy đó 7 triệu chỉ để làm cái mục đích duy nhất thôi, mày mua làm gì? Nghe nhạc. Trời ơi, mình nói các bạn á, lúc đó không ăn đòn là mai rồi. Rồi mãi cho đến cái thời gian sau này thì mình có khả năng mua được cái iPod này. Nhưng mà lúc đó cái sự bùng nổ và phát triển lên của iPhone và những cái thiết bị cảm ứng, iPhone 2G, 3G bắt đầu ra mắt rồi ha, rồi bắt đầu 3GS, rồi iPad nó bắt đầu ra. Cái lúc đó những cái thiết bị này nè các bạn, lúc đó là iPod nó đã ra iPod Classic rồi, cho tới sau giai đoạn này và nó discontinue luôn. Cho nên mình mới thấy đây là một cái sản phẩm nó hơi bị lỗi thời rồi. Bây giờ có tiền mua nó cũng không giải quyết được cái chuyện gì. iPhone nó cũng chép nhạc vô, và những cái thiết bị di động bắt đầu nó có cái dung lượng ổ cứng cao hơn, và bắt đầu cái nhạc streaming bắt đầu nó phát triển lên. Cho nên cái việc mà bạn ngồi bạn chép nhạc vô một cái thiết bị lúc đó nó hơi bị gọi là thừa thải, và nó hơi bị lỗi thời, không có còn muốn mua cái thiết bị này nữa. Nhưng mà cái mình muốn mua vẫn là cái video iPod video này nè. Có thể bạn thấy nó không đẹp, nhưng mà đối với mình nó đẹp theo cái giấc mơ mà mình đã từng có, cái ước mơ mà mình đã từng có hồi thời nhỏ. Cái thời gian này bắt đầu người ta trend lại cái xu hướng chơi iPod này hay sao á, mà đâu đó mình thấy nó đập vô mắt mình rất là nhiều. Nhưng mà
đôi khi mình cũng nghĩ là mình nên mua lại một cái để giống như là nó sưu tập hay là cho một cái mục đích giải trí nào đó. Nhưng mà nhiều cái máy nó tàn quá các bạn, do đây là một cái thiết bị rất là cũ rồi, cho nên cái việc mà bạn tìm một cái máy mà có cái ngoại hình nguyên vẹn đó không phải dễ nha các bạn. Và cái tàn mà các bạn hay dễ thấy nhất của cái iPod Video này chính là cái mặt lưng kính này nè. Nó xước kinh khủng luôn. Thậm chí đây là cái mà mình có được nó mới nha, là lúc đó nó còn dán keo ở đây luôn á. Mình gỡ liền cái lớp keo ra mà 1-2 ngày không nó đã bắt đầu nó xước rồi. Mãi cho đến năm nay và những cái tháng mình down mood á thì mình hay lướt lên tìm về những cái thiết bị, ví dụ như coi về những cái Sony Ericsson Walkman hay là cái dòng K CyberSort hồi xưa của Sony đó, hoặc là mấy cái Motorola rồi đó. Cái xong vô tình một cái bài đăng bán của cái chiếc iPod này, mình thấy nó quá nguyên vẹn luôn và cái giá nó cũng hợp lý nữa, cho nên click mua liền luôn, không nói nhiều, không cần suy nghĩ, bởi vì cái giá nó quá rẻ rồi. Mua bây giờ có vấn đề gì thì coi như là một cái gì đó, một cái đồ sưu tập để trang trí, để đề co cũng được. Nhưng mà rất may cái sản phẩm mà mình mua được rất là nguyên vẹn luôn và nó zin luôn các bạn, chưa bung máy luôn. Và ngay cái lúc mà mình cầm trên tay được, cái cảm giác chờ đợi háo hức nhận được cái thiết bị này, bao nhiêu cái ký ức vui vẻ của thời tuổi thơ, bao nhiêu cái vui vẻ bắt đầu nó tiết ra cái hormone hạnh phúc trong người của mình á. Từ cái giai đoạn đó cho tới những cái ngày gần đây, cái mood của mình nó lên cực kỳ luôn. Vừa là một cái thiết bị mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, cũng vừa là một cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn để những người có cái cảm giác giống như mình, nếu cái giây phút đó mà các bạn hay chán nản, các bạn có thể tìm lại thử những cái gì đó nó vui vẻ từng có trong quá khứ các bạn á. Các bạn tìm lại, có thể nó sẽ giúp các bạn một phần nào. Nghe thì có vẻ nó hơi hư cấu đúng không các bạn? Nhưng mà thật sự nó là như vậy đó các bạn. Cho nên sau này mình mới càng hiểu ra tại sao có những thứ nó gọi là văn hóa đại chúng. Bởi vì nó đã vượt qua khỏi một cái sản phẩm về mặt vật chất, mà nó là một cái sản phẩm mang cho chúng ta rất nhiều cái mặt về giá trị tinh thần. Nó gắn liền với một giai đoạn và những cái ký ức trong cái quá trình phát triển của một cái thế hệ. Cho nên nó là những cái sản phẩm vượt thời gian. Bạn có thể làm được với cái chiếc iPod này là nghe nhạc. Và cái mục đích của mình cũng là như vậy. Nghe nó hơi tào lao đúng không các bạn? Tại sao bây giờ cái sự phát triển của streaming nhạc, những cái nền tảng phát hành nhạc lớn á, họ đã phát hành ra nhạc lossless cho chúng ta streaming được luôn rồi. Nhưng mà tại sao phải đi chép nhạc vô trong cái thiết bị này để nghe chi cho nó mất thời gian như vậy? Mình nhớ ngày xưa đó các bạn, mình không có iPod, nhưng mà mình cũng có dùng iTunes để mình nghe nhạc. Mình cũng đi download từng cái bài về, lúc đó chỉ là nhạc MP3 thôi, 128kb thôi. Mình cũng về, mình gom vô cái thư viện của mình. Còn người ta hồi trước, người ta chơi iPod này nè các bạn, là người ta mua đĩa CD, CD chất lượng á, với lossless, chất lượng lossless 16bit á, 441 á, đó là tiêu chuẩn của CD á. Người ta chép đĩa CD vô, xong người ta vô iTunes, xin qua bên đây. Còn mình á, thì lúc đó cũng internet nó phát triển, nhưng mà mình không có biết nhạc lossless là cái gì hết trơn á, chỉ biết nhạc nào nó nghe không rè là nhạc nó hay rồi. Ví dụ những cái diễn đàn nhạc của tôi rồi, cái thời của mình á, mấy cái trang Zing MP3 rồi đó, đó. Xong rồi đao từng bài MP3 về, rồi bỏ vô đây, thì những cái bài mà mình đao lậu về đó các bạn, thì nó sẽ không có cái metadata, không có về thông tin album, không có về thông tin artist, rồi không có về, nói chung là không có những cái thông tin về cái bài nhạc đó. Rồi mình phải đi tìm từng cái thông tin, rồi từng cái bìa album á, rồi mình gắn vô để mình làm cho nó chỉnh chu hả. Mình sẽ, cái thư viện của mình xưa nhiều lắm các bạn, rất là nhiều bạn mình hồi xưa rất là thích qua bên mình nhờ mình chép nhạc, tại vì bài nào mình cũng có hết, và bìa album rồi mình cho vào những cái album nó đúng thông tin á, nhìn nó rất là chỉnh chu, nhìn nó rất là đẹp, và ai cần qua cái mình cứ xin qua, hoặc là mình copy mình chuyển qua hết thôi, rất là nhanh. Rồi sau này mình cũng có xài những cái thiết bị của iPhone, iPad đời đầu đó, thì mình cũng làm y như vậy, rất là nhanh luôn. Người ta lúc đó người ta còn phải bỡ ngỡ chứ mình đã rành về cái mặt chép file vô trong thiết bị của Apple từ rất là lâu rồi. Nên mình duy trì cho tới sau này á, bắt đầu chuyển qua nhiều cái thiết bị rồi mình lập biến, mình xưng lại. Rồi nói chung là mấy cái thư viện đó mình cũng thấy không cần nữa, và cái chất lượng nhạc đó bây giờ nó cũng không có đáp ứng được cái yêu cầu nghe nhạc của mình nữa. Mình mua lại cái chiếc iPod nè, nó cho mình cái cảm giác chép từng cái bài nhạc, đi tìm từng cái bài nhạc mình thích, từng cái album mà mình thích, mình chép nó vô,
mình bỏ vô trong cái máy. Nó làm cho mình cái cảm giác là nó giống như là một cái sưu tập gì đó các bạn. Thành ra mình thấy có nhiều người sao người ta có những cái sở thích, người ta sưu tập những cái tem, thì cái việc mà mình chép và tìm những cái bài nhạc này nó cũng mang cái tính giải trí giống như cái việc sưu tập đó đó các bạn. Nhưng mà sưu tập này không có ra tiền thôi. Mình thấy cái đó nó làm cho mình nhớ lại cái khoảng thời gian trước. Và mình cũng đang làm bây giờ đó, tìm từng cái album nhạc lossless. Tuy nhiên thì cái thiết bị này nè, nó có hỗ trợ được nhạc lossless nha các bạn, chứ không phải là không có. Nhưng mà chỉ có chuẩn của CD thôi, có 16 bit 441 thôi. Cho nên dù bạn đào có những cái chất lượng 24 bit hay gì thì phải convert lại rồi bạn đưa vô đây, còn không thì nó sẽ tự cắt cái file các bạn. Cái phần mềm nó cắt á thì nó không có đảm bảo được bằng bạn tự chuyển ha. Cho nên là mình chép từng bài vô vậy mình nghe. Và cái mong muốn của mình á là đây là cái thiết bị để chứa những cái album, những cái bài nhạc của những ca sĩ mà mình thích nhất. Đó, mình gom vô đây thì thành ra trong đây chỉ là những cái bài mình thích thôi, chứ nó không có những cái bài ngoài cái thích của mình. Cầm cái sản phẩm này mình mới thấy cái sự thay đổi của Apple thời Steve Jobs đó các bạn. Thì họ quan tâm tới cái sử dụng chứ họ không quan tâm tới cái setting trên cái thiết bị. Cho nên với những cái sản phẩm Apple hồi thời trước đó, là đây là các bạn thấy rõ nhất nè, đây là cái máy nghe nhạc đúng nghĩa, mở lên chọn nhạc, bấm vô, nghe, đổi bài, không nghe, tắt đi, hết. Bạn không có setting lòng vòng, bạn không có làm cái gì, bạn không có custom bất kỳ cái gì hết trơn á. Nên cái sản phẩm thời trước của Apple á, nó rất là tối giản. Thậm chí Mac OS thời trước nó cũng rất là đơn giản luôn. Nó tập trung vào cái việc bạn làm, bạn dùng cái hệ điều hành đó để phục vụ cho cái chuyện bạn đang làm tốt là xong. Chứ bạn không có cần phải custom, bạn không có làm gì nhiều á. Đó thì cái còn Apple ngày hôm nay nó rất khác Apple ngày xưa rồi. Đây là những cái di sản của Apple. Nó mang một cái linh hồn gì đó rất là Apple luôn. Mình dùng nó để nghe nhạc thôi. Và mình kết hợp với cái combo rất là basic luôn. Đó chính là cái tai nghe AirPods kiểu hôm trước mình giới thiệu với các bạn nè. Nhưng mà đây là jack 3.5. Đó, thì cái jack 3.5 á, sẵn đây mình cũng muốn nói với các bạn để các bạn hiểu sự khác biệt của cái jack 3.5 với lại cái jack Type-C của cái cọng AirPods hôm trước mình nói với các bạn đó. Thì 3.5 nó là cái jack analog, nó chỉ có truyền cái tín hiệu vào trong đây và nó phát lên thôi. Cho nên cái nhạc mà bạn nghe được hay hi dở với cái jack 3.5 á, nó phụ thuộc vào cái DAC giải mã của các bạn. Đó, ví dụ như mình cắm vô trong đây thì nhạc mình nghe là từ cái DAC giải mã từ cái iPod này, chứ không phải cái cọng dây này nó không có đóng có vai trò giải mã gì hết. Còn với cái cọng Type-C hôm trước á, cái đầu Type-C đó nó có cái chip DAC trong đó. Cho nên cái nhạc bạn phát ra từ cái cổng USB Type-C á, nó chỉ là truyền thông tin qua thôi. Và cổng Type-C đó đó, cái đầu DAC đó nó mới giải mã. Thì cái hay của cái cọng đó là do cái đầu giải mã tích hợp trên cái cọng cáp đó nó hay. Đó. Đó là sự khác nhau hết các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu được cái đó. À, chứ không phải so sánh về cái mặt hai cái cọng dây. Tại vì đây là cái jack analog, còn cái kia là digital. Kết hợp với cái cọng dây rất là basic này. Đó. Để nó gọi là cái gì đó nó đơn giản, nó đơn giản luôn đi. Đó, bây giờ đeo vô như hôm bữa nè, để nói chuyện với các bạn nè. Đi ra đường không, ngồi quán cà phê gì đó. Đó, cầm cái iPod này, gắn cái tai nghe màu trắng trắng này là biết của ai rồi. Lúc đó không có hãng nào thiết kế cái dây tai nghe màu trắng đó, như Apple hết trơn á. Rồi, như vậy là đủ hiểu là đẹp trai rồi đó. Là những cái nó rất là iconic luôn các bạn. Nó cái cọng này mà nó iconic tới nỗi á, Apple hồi trước quảng cáo về cái iPod này các bạn, dìm hết tất cả những cái hình ảnh khác luôn, chỉ để nổi bật cái cọng dây màu trắng này lên thôi. Đó là các bạn đủ hiểu được cái tính iconic của nó rồi. Cái iPod này trong tay của mình á, thì mình nó là nguyên bản nha. Nhưng mà chính vì cái nguyên bản đó cho nên nó bị chai pin. Mình về là mình phải tìm cách mình thay pin. Thay pin á thì bắt đầu ngứa máu em yêu khoa học lên. Thấy nhiều cái dân mod cái iPod gắn SSD đồ vô. Rồi xong cái mình thấy ủ có 30 GB trong đây à, chép có mấy có 400 bài nhạc lossless là hết bà nó rồi. Xong mình thấy có giải pháp là mod qua SSD. Ừ thì thấy vậy cũng ok. Xong cái mình mài mò ra, mình cũng bung nóc ra, mình khám phá. Ôi trời, cũng làm tùm lum hết trơn, may sao.
nó nhận và mình thành công. Thì bây giờ hiện tại cái iPod của mình đã được thay pin, cái màn hình nó hơi bị ố thì mình cũng thay luôn, ố vàng á các bạn. Và mình thay luôn cả SSD trong đây. Thì bây giờ đây, nói nguyên bản thì nó không có nguyên bản lắm, nhưng mà do mình những cái mong muốn của mình cho nên phải làm vậy thôi. Một cái mà nó tạo bây giờ mà nó nguyên bản, bạn không tháo ra sao bạn thay pin? Pin nó chai rồi, không lẽ để pin chai xài cho nó nguyên bản, đúng các bạn? Thì đối với mình như vậy là nguyên bản rồi đó, nguyên bản đối với cái mong muốn của mình ha. Nhưng mà mình vẫn muốn mua một cái nguyên bản thật sự để sưu tập, nó không xài cũng được, để cho có, cho nó mới, cho nó đẹp đó. Thì tương lai mình sẽ tìm mua một cái máy như vậy. Còn hiện tại bây giờ mua rất là khó luôn nha các bạn. Nếu mà có ai hỏi mình câu hỏi đó thì câu trả lời của mình lập tức là có, không có một cái option khác luôn. Chắc chắn mình sẽ trả lời là có. Có thể bạn mua bạn không xài, nhưng nó sẽ có cái giá trị sưu tập. Còn đối với mình vừa mua mình xài và mình vừa sưu tập luôn. Có thể nói là giống như trả thù quá khứ vậy đó các bạn. Mà hơi lâu, quân tử trả thù mười mấy năm chưa muộn mà. Thì bây giờ mình mới trả thù nè. Còn về chất lượng âm thanh từ cái iPod Video Gen 5.5 này thì sao? Thì mình không phải là một cái người chuyên gia âm thanh. Mình chỉ chia sẻ với các bạn ở cái khía cạnh như một cái người dùng thiết bị đó để nghe nhạc và nêu lên cái cảm nhận của mình từ cái lỗ tai của mình khi nghe nhạc từ cái iPod này thôi. iPod Video luôn là chiếc iPod được xếp trong top 1 những chiếc iPod có chất lượng âm thanh hay nhất trong các dòng iPod của Apple. Bởi vì trong cái chiếc iPod này nó xài cái chip giải mã DAC của Watson. Với cái DAC này nó giải mã cho các bạn được nhạc lossless với chuẩn CD là 16 bit 441. Chuẩn đó nó không có cao nữa, cho nên những bạn nào mà mong muốn về cái chất lượng âm thanh và những cái người đòi hỏi về chơi nhạc audio field đó, thì cái này các bạn bỏ qua luôn đi, bởi vì nó sẽ không có đáp ứng được cho các bạn về những cái tiêu chí đó. Thì đó là những cái tiêu chí về mặt thông số kỹ thuật thôi. Còn về cái thực tế khi bạn nghe nhạc ở trên đây thì sao? Đây là những cái từ cái lỗ tai mình nghe được và những cái cảm nhận của mình nha các bạn. Và mình sử dụng nó với cái combo cực kỳ basic luôn. Đó là với cái tai Apple AirPods với jack 3.5 này. Nhạc nó được đánh từ cái DAC trong cái iPod này á, nó rất là analog. Cảm giác nó hơi thô thô và nó hơi mạnh mạnh. Thì đây là những cái mà mình nghe được. Thì âm thanh nó cũng hơi khó diễn tả, có thể trong đầu mình nó cứ mông lung như vậy, nhưng mà mình cũng khó diễn tả ra cho các bạn lắm. Cụ thể ở đây là cái nội lực của cái iPod này, nó có thể kéo được cái tai nghe đó, nó rất là mạnh luôn. Bạn sẽ nghe được cái tiếng vocal, tiếng nhạc cụ, những cái nhạc cụ mà mạnh của dòng nhạc rock đó, ví dụ như guitar điện hay là những cái trống nữa, bạn nghe nó rất là lực luôn, bạn cảm giác đau tim á các bạn, là có thật với cái iPod này. Cho nên cái lời khuyên của mình khi các bạn nghe cái iPod này, nên để từ 80% trở xuống rồi, đừng có lên 100%. 100% âm lượng là bạn nổ cái tai luôn. Đó là mình đang nói với cái tai nghe này nha các bạn. Rồi, còn về cái còn với những cái tai phone chất lượng cao hơn thì mình không biết như thế nào, bởi vì mình chỉ sử dụng với tai nghe này thôi. Và cái giai điệu mà nó đánh ra cái bài nhạc á, nó không có smooth như những cái chip giải mã với những cái thế hệ sau này. Nó làm cái bài nhạc nó không phải là mịn màng, nó không phải là cái cảm giác bạn nghe rất là êm dịu, mà nó theo cái thiên hướng là nội lực và cảm xúc nhiều hơn. Cụ thể như là mình nghe những cái dòng nhạc rock của những cái album của Linkin Park hay là Green Day hồi xưa mình rất là thích ha. Trời ơi, những cái bài mà Numb nè, những cái bài Indian nè, trời ơi, nó đánh mà các bạn nghe những cái tiếng metal đó, nó mạnh và nó đã tới nỗi ha, mà mình muốn đập phá cái gì luôn. Đúng cái cảm giác ngày xưa khi mình nghe nhạc trên cái chiếc iPod này luôn á, là muốn quậy lên, muốn nổi loạn lên, muốn cái gì đó. Đó là những cái cảm xúc mà từ chiếc này. Hoặc là với những cái dòng nhạc mà nó thuộc về những cái nhạc cụ á, nó đánh bằng nhạc cụ thiệt chứ không phải là những cái dòng nhạc điện tử giống như bây giờ hay các bạn. Ví dụ như nhạc bằng kiều đồ, rồi nhạc bằng kiều, nhạc của Ngọc Lan rồi đó. Thì bạn nghe những cái dòng nhạc đó trên đây á, cái giọng của ca sĩ và cái cảm xúc á, nó rất là nhiều. Cái bài nhạc nó không có được xử lý một cách quá là mượt, nhưng mà mọi thứ nó tạo cho các bạn cái gì đó nó rất là hoài niệm. Mình cái này mình cũng không biết diễn tả nữa, nhưng mà mình nghe nhạc của bằng kiều mình đã thử rồi, rất là nhiều cái thiết bị nghe nhạc rồi, mình cũng gắn lên MacBook luôn, thì cùng một cái tai nghe đó, nhưng mà trên MacBook nó đánh sẽ smooth hơn, nó đánh sẽ mềm hơn, nhưng với iPod nó sẽ cảm xúc hơn. Còn với những cái dòng nhạc mà theo cái kiểu điện tử sau này, theo cái kiểu đắm mới sau này đó, thì cái iPod này nó đánh không có hay.
đây là nghe được luôn á, nghe nó cảm giác nó rất là lộn xộn, tại vì những cái dòng nhạc đó nó phải có sự chuyển và cái sự, nói chung là rất là, nó cần một cái gì đó nó rất là mềm mại nó mới thể hiện ra được. Còn cái iPod này nó đánh không có ra được cái kiểu đó, nó hơi bị lộn xộn trong những cái đoạn chuyển đó, à, các bạn có thể nghe được liền luôn á. Còn với những cái dòng nhạc mà mình nói với các bạn thì quá tuyệt vời đó, tại vì nó cho các bạn được cái cảm giác về mặt tín hiệu, ví dụ như những tiếng noise, những cái tiếng môi trường, nói chung là nó rất là đã. Những cái tiếng búng của nhạc cụ bắn lên, những cái độ rung của âm bass với những cái dòng nhạc rock rung sàn á, cái cảm giác nó cứ ngân ngân, nó cứ động động, nó cứ u u trong đầu các bạn á. Đó là những cái mà mình nghe được từ cái iPod này. Và khi mà mình nghe nhạc trên cái iPod này, nó tạo cho mình cái sự thoải mái để thưởng thức âm nhạc. Không biết các bạn có bị giống mình không? Nếu mà mình nghe nhạc bằng cái điện thoại á các bạn, thì nó sẽ bị một cái vấn đề á, là mình vừa nghe nhạc và mình vừa làm cái gì đó trên cái điện thoại. Bởi vì cái điện thoại nó làm được quá nhiều chuyện. Nhiều khi cái ngạm đó là chuẩn bị, cái tinh thần là chuẩn bị đi ngủ rồi, xong cái nghe nhạc trên cái điện thoại, cái dọc sao á, cái làm đủ thứ chuyện hết trơn, cái hoài bị tỉnh, không ngủ. Còn với những ngày mà mình nghe nhạc với cái iPod này, xong hết công chuyện, mình bắt đầu up điện thoại, up wifi, up mọi thứ hết, gắn cái iPod này vô nghe, nghe chừng 3 bài nhạc mình thích, mình tập trung vô đúng chỉ để nghe nhạc thôi. 3 bài nhạc, có khi một bài là mình đi ngủ luôn. Xong cái liêm diêm mình bắt đầu thiêu thiêu rồi đó, bấm tắt cái, rồi gỡ tai phone ra đi ngủ. Không cần phải up wifi, không cần phải gì đó. Đó là cái hay và cái mình thích nhất của cái iPod này, cũng như là hồi xưa đó các bạn. Lúc đó các bạn không có cần phải quan tâm tới mạng xã hội hay là cái gì, nhắn tin hay là cái gì, xong rồi nghe nhạc xong kết thúc ngủ. Đây là những cái mình rất là thích. Và đây là những cái ý kiến từ cá nhân của mình với một cái người cảm giác nghe nhạc và những cái cảm nhận từ mình nghe được từ chiếc iPod, chứ không phải là một cái dân chuyên gia âm thanh. Mình các bạn đưa mấy cái biểu đồ rồi này nọ cho mình, hoặc là so sánh và nói mấy cái gì kỹ thuật quá, khỏi tranh luận với mình mấy cái đó đi, mình không có biết cái gì đâu, mình chỉ biết nghe thôi. Ok, mình thấy nghe được là ok rồi. Vì đây là cái sản phẩm cũ và nó đã discontinue rồi, ngưng sản xuất rồi, cho nên cái việc mà bạn tìm một cái sản phẩm nó còn nguyên bản, nó còn nguyên dạng là một cái điều không phải dễ. Cho nên bạn phải thật sự kỹ và thật sự cẩn trọng nếu bạn muốn tìm một cái thiết bị để sưu tập mang một cái giá trị gì đó nó nguyên bản. Còn bạn muốn tìm để có một cái thiết bị nghe thôi thì cái thiết bị, cái ngoại hình nó tàn tàn cũng được. Chính vì cái thiết kế của ngày xưa đó, những cái module rất là dễ gỡ và rất là dễ thay thế luôn. Cá nhân mình cũng làm được cái chuyện đó, mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Cho nên các bạn hãy tìm hiểu cho kỹ và hãy tìm cái nguồn uy tín mà mua nha các bạn. Bởi vì rất là dễ cháo đồ ở trong này luôn á. Có nhiều bạn đăng trên group á, là mua về bị thay HDD, bị thay nói chung là đủ thứ hết trơn. Bởi vì rất là dễ thay luôn. Cái hộp này mở cũng rất là dễ luôn. Cái nắp này mở rất là dễ luôn. Tiếp theo là để nghe nhạc trên cái iPod này nó hơi lung tung một chút xíu, là bạn phải download được cái nguồn nhạc của bạn, sau đó bạn về bạn bỏ vào iTunes, rồi từ iTunes bạn mới sync qua bên cái iPod này. Rồi mỗi lần mà bạn sync á, nếu mà nhạc bạn bị thay đổi cái đường link á, thì nó sẽ phải tạo, nó reset lại, nó format lại cái ổ cứng này và nó chép lại từ đầu. Còn nếu chung một cái đường dẫn mà bạn thêm nhạc thì nó sẽ chép thêm những cái bài mới thôi. Đó, thì cái này là cái sự phức tạp. Nếu bạn nào đã quen sử dụng của đồ Apple rồi thì cái này các bạn đã quá quen rồi, không có gì còn phức tạp nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào chưa xài đồ của Apple á và chưa từng làm cái việc này á, thì các bạn sẽ thấy cái việc đó nó hơi tốn thời gian các bạn. Nó không đáng, tại vì bây giờ những cái nền tảng streaming nhạc nó quá là nhiều, quá là đơn giản rồi. Mà rẻ nữa, có mấy chục ngàn à, bạn đã có một cái kho nhạc phải nói là khủng khiếp luôn. Ngày trước thì nó bị giới hạn là nhạc Việt Nam nó chưa có nhiều, nhưng bây giờ nhạc Việt Nam nó có đầy trên đó hết trơn rồi. Thì đây là những cái lưu ý ha, phải coi coi. Thật sự là về cái mặt mình chia sẻ với các bạn thì nó nhiều về mặt giá trị tinh thần hơn là về cái mặt gọi là chất lượng sản phẩm ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Trời ơi, những cái âm thanh của Rizkid của những năm 2005, 2006, 2007. Và đó là những cái cảm xúc của mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chiếc iPod Video thế hệ 5 này. Cũng qua cái câu chuyện mà mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay về câu chuyện cá nhân của mình, về những cái mặt cảm xúc của mình và cái chiếc iPod Video này nó mang lại nhiều cái giá trị về mặt cảm xúc, về những cái mặt tinh thần. Nó cũng giúp mình lấy lại được những cái cảm hứng để mình làm video, để
vượt qua được cái khoảng thời gian tụt mood. Nhưng mà để chia sẻ với các bạn, cũng nhân cái việc này thì mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là nếu các bạn có những cái giây phút mà bị tụt dốc, bị mất những cái tinh thần, hay là bị cảm thấy những cái gì đó nó chán nản trong cái cuộc sống đó, thì thay vì việc bạn áp lực, bạn suy nghĩ về tương lai quá nhiều, thì đâu đó bạn hãy nhìn về quá khứ thử coi. Bạn hãy tìm những cái ký ức vui vẻ, những cái khoảng thời gian, nói chung là những cái gì đó trong cái tuổi thơ, trong cái quá trình phát triển của các bạn, những cái ký ức vui vẻ của các bạn. Có thể nó là một cái sản phẩm, nó có thể nó là một cái món đồ nào, hay là một cái gì đó. Bạn hãy tìm lại thử xem, thì biết đâu nó sẽ giúp cho các bạn lấy lại được những cái tinh thần và kéo lên cái mood làm việc của các bạn. Đối với cá nhân mình thì nó hiệu quả nha các bạn, nó work nha các bạn. Bây giờ mà ai cho mình cái Sony Ericsson mà Walkman, một cái dòng Walkman á, mới nữa, thì mình còn tê hơn nữa. Cũng chính cái khoảng thời gian đó cho nên mình mới tìm về những cái sản phẩm đó, và mình mới nhớ lại và mình mới cảm thấy cái thú vị. Chứ nếu không có những cái khoảng thời gian này thì mình cứ lao đầu vô mình làm, mình đâu có thời gian mà mình đi ngồi mình coi cái này cái kia, hay là mình nhớ là cái này cái kia đâu các bạn. Là lúc đó chỉ muốn ngủ thôi. Đây là những cái thực tế của từ câu chuyện của cá nhân mình mà muốn chia sẻ với các bạn. Thì sắp tới mình sẽ cho ra nhiều video trở lại nha các bạn. Qua một cái thời gian quá mệt mỏi các bạn ơi, quá tụt dốc rồi. Không phải vì cái vấn đề đó, có thể vô tình tự cái bản thân mình tự gây cái áp lực đó ra cho mình và tự làm cho mình tụt dốc thôi. Và đây là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái podcast này. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên cho mình một like nha các bạn. Nhớ nha, coi xong đừng quên cho mình một like. Cho dù thấy cũng được hay là chán thôi cũng thôi, cho một like đi, để vượt qua những cái thuật toán kiểm duyệt của YouTube. Để thôi tụt mút nữa đó. Còn nếu có ý kiến gì, đừng quên comment bên dưới cho mình biết nha. Sắp tới mình sẽ cho ra video cũng như là nói nhiều hơn về những cái vấn đề trong làm phim, cũng như là hướng dẫn các bạn chỉnh màu, tiếp tục với cái series color grading trên phần mềm DaVinci Resolve và những cái tip trên phần mềm DaVinci Resolve. Bây giờ video xin được kết thúc tại đây. Bye and see ya next time.